cô bác. Thì sau khi nghe tin từ 1-10 thì bà con từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trở về quê hương Đắk Lắk, thì nhóm phát động nấu cháo và như tặng nước cho bà con để tiếp sức cho bà con khi trở về quê hương. Thì ngày hôm nay thì nhóm Thiện Hoa Xe 47 cùng quỹ vợ Phật của Việt Nam Diệu Minh và bà con Việt Nam đã khoảng 1.600 suất cháo, 600 bánh mì khi tỉnh đồng bộ đã tặng. Thì nhóm sẽ đồng hành cùng Hội Chữ Đỏ tỉnh Đắk Lắk sẽ đem những phần quà để tiếp sức cho bà con khi khuya nay đang trở về. Hai xe đã đi phát trước rồi, thì chúng tôi là sẽ theo. Đây cũng là mong muốn và tâm nguyện của nhóm cũng như Hội Chữ Đỏ tỉnh thì tiếp sức bà con khi trở về quê hương. Đây là cũng là lòng của bà con, rất mong bà con thì an tâm và bình an. Xin cảm ơn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đã ai về và vô trong trung tâm dân tộc thường cho trung tâm dân tộc nội trú thì sẽ ghé vào đây thì phía bên cảnh tây phải của cảnh đằng sau cái chỗ khai báo y tế thì sẽ có những thức ăn cháo cũng như bánh mì và nước uống nếu chuẩn bị sẵn phía bên này có bên tình nguyện viên người ta sẽ phát và bà con nhớ nhắc cho người nhà mình đi ghé vô bên này cháo lắm lòng đó rất là nhiều bà con thì Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương nay trong từ đây rất là tội bây giờ đi trên người ta phải đi cho nên là bên đây rất mừng sau đây nhóm là tác động từ phía Đắk Lắk cũng như là vận động vụ thì có những phần quà cũng như nấu cháo của các bà con hôm nay thì có thể nhóm các thầy phụ viên cùng mình vui thì nhóm sẽ tiếp tục nấu khoảng 2.000 suất cháo để nhằm giúp đỡ bà con có những sự giúp đỡ của chương trình rồi để có một sức khỏe để tiếp tục trở về thường viện bà con tập trung về đây xong rồi các báo y tế và xe hướng dẫn của đoàn tình viện và sẽ dẫn viện nào sẽ dẫn về viện đó bà con đi theo sự hướng dẫn của bà con và những thứ hai nữa bà con phải tuân theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ cũng như các đồng chí công an dẫn dắt trực tiếp và xin cảm ơn bà con xin cảm ơn với mình quân cảm ơn thầy Phật tử Đắk Lắk cũng như mình công ty ứng viên của anh thầy mình nhốt Đắk Lắk là nhân viên can phụ trách nên bà hướng sẽ đồng đã đồng hành cùng nhóm điều trị online nấu 1.600 suất cháo cũng như là 1.000 chai nước hai lọc cảm ơn công ty ứng viên của quận huyện công ty hiện tại ứng viên là quận huyện đã tạo 600 ổ bánh mì